Trong nhiều thế kỷ, kim tự tháp ở Ai Cập đã khiến các nhà nghiên cứu hiện đại bối rối, không chỉ bởi những bí mật thắt ngầm cùng những bí ẩn xoay quanh, mà còn là mục đích người Ai Cập cổ đại xây dựng những công trình ấn tượng như vậy. Tại quần thể kim tự tháp Giza, ngoài ba kim tự tháp lớn nhất mà chúng ta thấy ngày nay, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng vẫn còn một kim tự tháp vĩ đại khác. Kim tự tháp đen huyền bí bị mất ở đâu đó trên cao nguyên Giza. Nhưng vì sao đến nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy kim tự tháp đen? Bên trong đó ẩn chứa điều gì đáng sợ khiến nó bị xóa sổ khỏi các trang sử? Trải rộng trên những sa mạc đầy cát của Ai Cập có tới 118 kim tự tháp lớn nhỏ và đang tồn tại. Con người hiện đại dường như dồn mọi sự chú ý vào ba kim tự tháp lớn nhất trong quần thể kim tự tháp ở Giza là Khufu, Khafre và Menkaure, bởi chúng không những nằm thẳng hàng tuyệt đối với nhau trên mặt đất, mà chúng còn thẳng hàng với ba ngôi sao vùng thắt lưng của chòm sao Orion. Tuy nhiên, trong những văn bản cổ xưa tồn tại một công trình khác nằm thẳng hàng với ba kim tự tháp chính trên cao nguyên Giza, được gọi là kim tự tháp đen. Thế nhưng trên thực tế, chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Kim tự tháp đen lần đầu tiên được con người biết đến vào khoảng giữa thế kỷ 18 nhờ vị thuyền trưởng kiêm nhà thám hiểm người Đan Mạch tên là Frederik Norden. Frederik Norden được xem là một thiên tài thời bấy giờ bởi ông đã bước chân vào Học viện Hải quân Đan Mạch khi chỉ mới 14 tuổi. Khi trình độ khoa học kỹ thuật của con người còn nhiều hạn chế, việc tái hiện tấm bản đồ một cách chân thực bằng những nét vẽ sẽ giúp các nhà thám hiểm dễ dàng hơn trong chuyến hành trình của mình. Và Norden đã được tạo hóa ban cho một món quà vô cùng cần thiết, đó là tài năng vẽ bản đồ thiên bẩm. Tài năng này của Norden đã giúp ông nhận được sự chú ý của nhà vua và có nhiều cơ hội phát triển hơn bạn bè đồng trang lứa. Ít lâu sau đó, vào năm 1737, ông đã được nhà vua Đan Mạch cử đi thực hiện một chuyến hành trình khám phá những bí ẩn từ Ethiopia qua Ai Cập đến tận Sudan. Norden sẽ là đại diện chính thức của nhà vua ở những nơi ông đi qua, thực hiện việc quan sát, ghi chép và tái hiện những thứ mình đã nhìn thấy, như con người, tượng đài và kiến trúc ở trên bản đồ. Đoàn thám hiểm của Norden đã đến Ai Cập vào tháng 6 năm 1737. Tuy nhiên, chuyến hành trình đang chờ đợi họ ở phía trước lại chẳng mấy êm đẹp. Khi di chuyển thêm chút nữa về phía nam, thời tiết đột ngột thay đổi bất lợi, và con tàu chở đoàn thám hiểm cũng gặp sự cố ngay sau đó. Nhưng sự xui xẻo của đoàn thám hiểm hóa ra lại là vận may của Norden, biến câu chuyện thành huyền thoại mãi về sau. Khi cả đoàn bị mắc kẹt lại ở Ai Cập, Norden đã có nhiều thời gian hơn để quan sát và ghi chép lại những điều thú vị xung quanh mình bằng những tấm bản đồ vẽ tay tinh tế. Vào thời điểm lúc bấy giờ, những ghi chép của Norden là điều hoàn toàn mới lạ, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của những người châu Âu. Khi đoàn thám hiểm trở về vào năm 1738, những tấm bản đồ mà Norden vẽ đã được phổ biến rộng rãi khắp châu lục mà ông đang sống. Những khám phá và trải nghiệm cùng những tấm bản đồ vẽ tay chi tiết của Norden về sau đã được xuất bản trong một cuốn sách mang tên Voyage de Egypt et de Nubie, tạm dịch là Hành trình Ai Cập. Những dữ liệu được ghi chép trong cuốn sách này đã khiến các nhà nghiên cứu hết sức kinh ngạc. Ở trang 120, Norden đã mô tả về một kim tự tháp bí ẩn chưa từng xuất hiện trong tầm hiểu biết của con người. Cụ thể, ông viết rằng các kim tự tháp nằm ở phía đông, nam đông Giza. Có 4 kim tự tháp đáng chú ý nhất. Chúng tôi đã thấy đến 7-8 kim tự tháp nữa ở gần đó, nhưng chúng chẳng là gì so với 4 kim tự tháp chính. Lớn nhất trong số đó là 2 kim tự tháp ở phía bắc, có chiều cao khoảng 150m và vuông góc với nhau. Hai kim tự tháp còn lại thì thấp hơn về chiều cao, nhưng lại có những đặc điểm khác biệt khiến con người phải xem xét và ngưỡng mộ. Norden đã dành sự ngưỡng mộ của mình để miêu tả kỹ lưỡng về kim tự tháp chính thứ tư rằng nó không có lớp phủ bên ngoài và đóng kín giống như những kim tự tháp khác. Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt của nó với những kim tự tháp còn lại là ở phần đỉnh. Đỉnh của nó được thiết kế bằng một phiến đá lớn duy nhất, dường như được dùng làm bệ đỡ. Kim tự tháp thứ tư được làm từ một loại đá đen và cứng hơn đá granite thông thường. Hơn nữa, kim tự tháp này có vẻ nằm biệt lập với những cái khác, xa hơn về phía tây. Đáng chú ý là có đến 4 kim tự tháp nằm thẳng hàng trong miêu tả của Norden, chứ không phải chỉ 3 như chúng ta biết ngày nay. Thoạt nghe có vẻ vô lý, nhưng điều này đã được Norden khẳng định trong những ghi chép và bản đồ vẽ tay của mình.
rằng còn một kim tự tháp đen lộng lẫy nằm trên cao nguyên Giza. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học hiện nay không tin vào điều đó. Họ cho rằng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của nhà thám hiểm người Đan Mạch, và một kim tự tháp như vậy chưa bao giờ tồn tại. Nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra xoay quanh những ghi chép của Snowden. Phần lớn mọi người vẫn cho rằng ông đã sai trong quá trình quan sát và hiểu nhầm một số di tích thứ cấp của Giza là kim tự tháp đen. Vài người khác thậm chí còn cho rằng Snowden đã có thể nhầm lẫn một số kim tự tháp vệ tinh xung quanh ba di tích chính với kim tự tháp đen. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn vì Snowden mô tả chính xác rằng kim tự tháp đó được làm bằng loại đá đen và cứng hơn đá granite, trong khi các kim tự tháp vệ tinh đều được làm bằng đá sa thạch. Sự nhầm lẫn bằng mắt thường có thể xảy ra, nhưng sai sót trong việc xác định chất liệu là không thể nào. Do đó, không có chuyện Snowden quên mất sự tồn tại của các kim tự tháp vệ tinh. Vì chính ông đã khẳng định rằng không có công trình nào so sánh được với bốn kim tự tháp chính. Từ trước khi những ghi chép của Snowden được công bố, hiểu biết của người châu Âu về Ai Cập hay những kim tự tháp huyền bí chỉ là thông tin mơ hồ trong những ghi chép cổ xưa, trong kinh thánh hay trong tưởng tượng của các sử gia. Do vậy, Ai Cập vẫn luôn là một giấc mơ mà họ khao khát giải mã. Và có vẻ Snowden không phải là người đầu tiên nhắc đến kim tự tháp đen trên cao nguyên Giza. Trước đó ít lâu, vào năm 1674, nhà thám hiểm người Hà Lan Cornelis de Bruijn đã bắt đầu chuyến hành trình huyền thoại của cuộc đời mình. Chuyến thám hiểm kéo dài trong suốt 20 năm qua các lãnh thổ ở Tây Á và vùng Bắc Châu Phi đã giúp ông tích lũy được nhiều kiến thức, hiểu biết mới về con người và kiến trúc ở những nơi đoàn thám hiểm đi qua. Khi trở lại châu Âu vào năm 1698, Bruijn đã xuất bản cuốn sách minh họa về chuyến đi đáng kinh ngạc của mình. Cuốn sách đã khiến cho những người thời bấy giờ phải trầm trồ vì những cảnh đẹp chưa từng xuất hiện trước mắt họ. Những điều mà Bruijn viết đã làm thay đổi nhận thức của người châu Âu về những miền đất mới, trong đó có Ai Cập. Mặc dù không phải là người đầu tiên đặt chân tới Ai Cập, nhưng Bruijn chính là người đầu tiên ở lại và dành thời gian quan sát con người lẫn cảnh vật nơi đây trước cả Snowden. Những người châu Âu trước đây chỉ đi lướt qua Ai Cập để đến đất thánh, chứ không hề dừng lại như Bruijn đã làm. Ông chính là người đầu tiên có những phác họa về cấu trúc bên trong kim tự tháp hay miêu tả kỹ lưỡng về tượng nhân sư. Và ngạc nhiên thay, Bruijn và Snowden, hai con người thuộc hai quốc gia chẳng hề liên quan gì đến nhau, cũng không thể liên lạc với nhau, lại cùng có một cái nhìn về cao nguyên Giza. Theo như mô tả của Bruijn, không chỉ có ba mà có tới bốn kim tự tháp chính trên cao nguyên thần bí này. Chẳng lẽ cả hai nhà thám hiểm lại đều có những hiểu lầm ngớ ngẩn về một công trình kim tự tháp không tồn tại trên hành tinh này hay sao? Làm sao có thể đếm chính xác số kim tự tháp ở cao nguyên Giza? Nếu kim tự tháp đen đã từng tồn tại, vậy giờ nó đang ở đâu, trong khi ba kim tự tháp còn lại vẫn đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời chói chang kia? Có nhiều giả thuyết cho rằng, theo dòng chảy của thời gian, kim tự tháp đen có thể đã bị con người phá hủy vào đầu thế kỷ 18 để xây dựng thành phố Cairo lân cận. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng những tàn tích của kim tự tháp này có thể vẫn đang nằm trong những lớp cát dày đặc của sa mạc Ai Cập. Cho dù giả thuyết nào là chính xác đi chăng nữa, thì nếu kim tự tháp đen thực sự tồn tại, thì chắc hẳn sẽ có nhiều bí ẩn được đưa ra ánh sáng cùng với nó. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã nỗ lực không ngừng để tìm kiếm nó trong nhiều thế kỷ, nhưng vẫn chưa có manh mối đáng giá nào lộ diện. Có một vấn đề khiến hành trình giải mã bí mật kim tự tháp đen trở nên khó khăn với các nhà nghiên cứu, đó là có quá ít tài liệu nói về nó. Những thông tin về kim tự tháp biến mất bí ẩn này chỉ tồn tại rải rác đâu đó trong những ghi chép của một số nhà thám hiểm và một số văn bản cổ xưa khác. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi sức mạnh của khoa học và công nghệ phát triển. Công nghệ vệ tinh đã trở nên phổ biến kể từ khi nhân loại bước vào thế kỷ 21, đã cho phép các nhà khoa học khảo sát đất đai từ ngàn dặm xa xôi. Máy móc đã thay thế con người chạm tới những địa điểm nghiên cứu đầy tiềm năng chưa từng được khám phá trước đó. Các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ hiện đại này để khám phá bí ẩn vùng đất Ai Cập. Một khu định cư của người Ai Cập cổ đại ẩn dưới lòng đất đã được phát hiện và đang chờ con người khám phá. Chỉ với những điều này cũng đủ để chứng minh rằng phần lớn sự thật về Ai Cập cổ đại vẫn đang bị chôn vùi dưới cát sa mạc. Đến cuối năm 2020, các nhà sử học và khảo cổ học đã tiến hành dự án khai quật
ở một sa mạc gần Luxor, cách thành phố Cairo khoảng 500 km về phía nam. Những gì phát hiện được dưới lớp cát sa mạc đã khiến họ phải thốt lên đầy kinh ngạc. Khi những lớp cát dày đặc bị phủi đi, những viên gạch xếp chồng lên nhau chạy dày thành các bức tường cứ thế xuất hiện dưới ánh mắt của nhóm khai quật. Chỉ một thời gian ngắn sau, hình dạng của một thành phố lớn với những bức tường ngăn cách các căn phòng hoàn chỉnh đã dần hiện lên trước mắt họ. Ngoài ra, nhóm khai quật còn phát hiện được rất nhiều các dụng cụ sử dụng trong đời sống hàng ngày. Đây có lẽ là thành phố cổ đại lớn nhất ở Ai Cập mà con người hiện đại tìm thấy được. Thành phố được xây dựng bởi một trong những nhà cai trị vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại, vua Amenhotep Đệ Tam, vị vua thứ 9 của triều đại thứ 18, người đã cai trị từ năm 1391 đến năm 1353 trước công nguyên. Đây là khu định cư hành chính và công nghiệp lớn nhất trong thời đại của đế chế Ai Cập ở bờ tây thành phố Luxor. Thành phố cổ đại này có 3 khu chính, gồm cung điện hoàng gia của vua Amenhotep Đệ Tam, trung tâm hành chính và công nghiệp của đế chế. Những bức tường ngoằn nghèo là một trong những yếu tố kiến trúc hiếm hoi trong kiến trúc Ai Cập cổ đại, chủ yếu được sử dụng vào cuối triều đại thứ 18. Một số lượng lớn các khuôn đúc để sản xuất bùa hộ mệnh và các yếu tố trang trí tinh tế cũng được phát hiện. Đây là bằng chứng về các hoạt động sản xuất đồ trang trí rộng rãi trong thành phố, cho cả đền thờ và lăng mộ. Suốt thời gian dài sau đó, chính phủ Ai Cập đã đặt tên cho nơi này là Thành phố Vàng đã biến mất, bởi hàng xa số những đồ trang sức và đồ gốm tinh xảo được khai quật. Theo các nhà khảo cổ học Ai Cập, việc phát hiện ra thành phố cổ này sẽ giúp con người có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống của người Ai Cập cổ đại vào thời điểm đế chế giàu có nhất và làm sáng tỏ những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, các nhà sử học sẽ tìm kiếm được nhiều điều hơn thế nữa. Những cuộc khai quật sâu hơn của khu vực này sẽ tiết lộ những gì đã thực sự xảy ra cách đây 3.500 năm, hoặc có thể cổ xưa hơn nữa. Thời gian trôi đi, những câu chuyện cũ đã dần bị lãng quên, còn những câu chuyện có thật thì dần trở thành huyền thoại mơ hồ qua lời kể của con người. Trong thế kỷ 19, các nhà khảo cổ học đã có một phát hiện đáng chú ý. Đó là một câu chuyện khắc trên tường của một đền thờ được xây dựng từ rất lâu trước đó. Câu chuyện kể về một chuyến đi biển của những người Ai Cập cổ đại đến một vùng đất bí ẩn tồn tại đâu đó trong vũ trụ này. Nhưng những con người vốn sinh sống trong sa mạc thì liên quan gì đến biển? Câu chuyện dần bị lãng quên vì các nhà khoa học cho rằng nó chẳng phải là một sự thật lịch sử. Nhưng nó cũng khiến con người hiện đại phải đau đầu trăn trở về những bí ẩn của thời kỳ xa xưa. Chúng ta hãy thử quay ngược về quá khứ vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên với ghi chép của nhà sử học Herodotus đến từ Hy Lạp cổ đại về mê cung ngầm bí ẩn mà ông đã nhìn thấy trong chuyến đi tới Ai Cập của mình. Sự rắc rối và phức tạp của các lối đi từ phòng này đến phòng khác, từ khoảng sân này đến khoảng sân khác, quả thật là một điều kỳ diệu vô tận đối với tôi. Mỗi gian phòng được ngăn cách bởi một bức tường đá. Các bức tường được bao phủ bởi những hình chạm khác nhau. Đi qua các gian phòng là những khoảng sân được lát bằng đá cẩm thạch trắng, vô cùng tinh xảo, được bao quanh bởi một hàng cột. Những gì Herodotus nói vào thời điểm đó chẳng nhận được sự chú ý là bao, bởi con người vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của một mê cung Ai Cập bí ẩn là phi thực tế. Có chăng, nó chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện huyền thoại mà thôi. Do đó, thông tin mà nhà sử học Hy Lạp đưa ra đã bị không ít học giả khác thẳng thừng bác bỏ. Cho đến năm 2008, cuộc thăm dò sa mạc Dasher cách thành phố Cairo khoảng 80 km về phía nam bằng radar xuyên lòng đất đã khiến các nhà khảo cổ học kinh ngạc. Sự hiện diện của các cấu trúc dưới lòng đất đã khiến cho những nhà khoa học khẳng định rằng mê cung vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại đã được tìm thấy. Và có không ít người cho rằng đây là những gì còn sót lại của kim tự tháp đen, dường như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, những phát hiện này vì một lý do nào đó đã bị chính quyền Ai Cập cấm công bố. Vì vậy, cuộc khai quật cũng buộc phải dừng lại nửa chừng và mọi thứ dần chìm vào quên lãng. Câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu manh mối về một mê cung vĩ đại đã được tìm ra, thì tại sao nó lại không được chú ý và điều tra sâu hơn nữa? Một địa điểm khảo cổ chưa được khám phá kỹ lưỡng thì có ảnh hưởng gì tới an ninh của một quốc gia? Phải chăng đó là một sự thật ghê gớm làm thay đổi cả lịch sử nhân loại? Đến nay, vẫn chưa một ai đưa ra câu trả lời chính xác
cho vấn đề này. Bất chấp hàng thế kỷ nghiên cứu khảo cổ học, có một sự thật chúng ta không thể phủ nhận, đó là Ai Cập vẫn luôn là bí ẩn trong dòng chảy của lịch sử, và kim tự tháp đen cũng như những huyền thoại khác về cao nguyên Giza vẫn khiến con người phải bối rối mỗi khi nhắc tới. Hãy nhớ điều mà nhà thám hiểm Đan Mạch Norden đã ghi lại. Kim tự tháp đen được xây dựng bằng loại đá đen, cứng hơn đá granite thông thường. Và trong văn hóa của người Ai Cập cổ đại, đá granite đen là hình ảnh tượng trưng cho sự tái sinh. Màu đen là màu sắc đại diện cho sông Nin và bóng tối. Chính tại thế giới ngầm, mặt trời sẽ ló dạng như thể được tái sinh sau một đêm dài biến mất. Do đó, loại đá này thường được sử dụng để làm quan tài và các đồ tạo tác quan trọng trong những kim tự tháp. Vậy, tại sao phải xây dựng cả một kim tự tháp lớn màu đen bằng loại đá này? Phải chăng kim tự tháp đen ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt chẳng thể thay thế nổi? Có lẽ những người Ai Cập cổ đại sợ hãi những kim tự tháp thông thường sẽ biến mất dưới ánh nắng mặt trời, dưới sự khắc nghiệt của thời tiết, nên đã xây dựng một kim tự tháp đặc biệt bằng loại đá đen. Và có lẽ họ hy vọng rằng kim tự tháp này sẽ có thể tái sinh giống như ánh mặt trời. Dù có lỡ biến mất trong dòng vô tận của thời gian, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ xuất hiện trở lại một cách nguyên vẹn. Bạn có tin rằng kim tự tháp đen có thể xuất hiện thêm một lần nữa dưới tầm mắt của con người hay không? Nếu đã từng tồn tại, thì giờ đây kim tự tháp hùng vĩ này ở đâu? Phải chăng nó cũng đang bị chôn vùi cùng với vô số bí mật của Ai Cập cổ đại dưới lòng đất kia? Chúng ta đều biết rõ một thực tế rằng có rất nhiều cấu trúc chưa từng được con người khám phá. Có lẽ những gì còn sót lại của kim tự tháp hùng vĩ này cũng đang nằm ở đó, chờ đợi ai đó đủ may mắn sẽ tìm cầu phát hiện ra nền móng huy hoàng của nó, hé lộ cho thế giới biết rằng Ai Cập cổ đại vẫn còn chứa đầy bí ẩn và cuộc hành trình khám phá lịch sử thực sự của Ai Cập còn quá dài. Ngày nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm thấy dấu vết của một kim tự tháp đen lớn tại cao nguyên Giza. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại. Có lẽ một vài năm nữa, khi trình độ khoa học khảo cổ phát triển hơn, thì con người sẽ tìm ra được câu trả lời về kim tự tháp đen mất tích trên cao nguyên Giza rộng lớn kia. Và có lẽ đến lúc đó, lịch sử của Ai Cập cổ đại hay lịch sử của nhân loại sẽ có những thay đổi lớn đến bất ngờ.